Ta này mới là căng thẳng này. Ta này vào xin mới là căng thẳng này. Vào xin cái win này là của team trả địa là cũng không. Win kinh dị nhất đây. Anh em nhầm mà. Đây. Đây nha. Anh em. Rồi. Nó phải có mình đây nào. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Và thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một video game Mu Season 6 9 S6.co nha anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình từ bỏ cái quyết định win 3 rồi, mình đang lên trong kép. Thì hồi sáng là có làm được một win đất. Làm một win đất rồi thì kích được một dòng rồi nha. Là gấp 3 tỷ lệ sát thương gấp đôi 3%. Thì set đồ của mình thì mới được một viên giáng thương, một viên đất, còn lại mấy khác cùng rồi. Thì hôm nay mình mua được thêm một viên đất nữa rồi mà chưa có xin, cho nên là trứng giá đến Lotto với lại một viên phán đam, hai viên phán đam với một viên HP để thành CDK, với lại mua được 2, 4, 6, 8 món đồ thần của anh em trong vui. Thì đây là đang làm tí đồng xu đây, gom lại đây tích đi, khi nào có đủ khả năng thì lại lên viên 3 tiếp, với lại là mở bot này, mở đây mình lấy cái khin cho DK. Còn còn đây thì nó mới đổ phủi để mình sang nguyên tố. Rồi hôm nay mình sẽ vào xin luôn. Cứ tìm là xem ném mấy cái bóng này. Đây. Ôi 220 luôn kìa. Đấy. Mọi thứ vậy là mình đi xoay quên đâu chứ không làm gì hết. Đây. Vũ đi lòng kìa. Ôi lại vừa bắt. Lòng giá hot tip. Ở 10%. Mình thì chắc có chơi này. Cái skin băng tinh này. Ôi. Nhìn thấy nhà viên đất đấy, viên thái âm này, ôi xa viết viên đất đấy. Sừng mà sừng áo cái gì, chỉ sừng, chỉ xét thì đấy. Thấy ra ngáo rồi. Về cất thì không ngáo lại mất đồ. Hy vọng là may mắn xíu nữa vào viên đất. Sợ nhất là viên đất anh em ơi. Kiếm, ôi 12 này. Bây giờ mấy món này thì lại không tội rồi, lại thêm viên đất nữa. Cú thì làm tiếp này. Vip. Ồ, hai dòng phùi. Ông quỷ. Ồ. À, anh sang khiên. Rồi, 4-4 luôn. Mấy cái khiên này khá là nhiều khiên thì để chút xíu nữa để mình xoay. Bây giờ mình sẽ đi mở 11 cái bot này đi. Nó ra được đồ ngon thì để lại, còn không thì lại xoay nguyên tố. Áo tinh linh này, nguyên tố này. Áo đứng về này, nguyên tố này. Quỷ vương này. Ui 44 được, để lại cho set quỷ vương của mình. Tiếp mang nguyên tố luôn. Kim vũ nguyên tố luôn, ui 45 kìa. Nhưng mà vẫn nguyên tố này. Cho vào nguyên tố hết. Tinh linh nguyên tố luôn, ui 44 kìa, ngon cành. Tiếp đấy, để lại. Đó mà, ui 44 luôn kìa, nhưng mà nguyên tố luôn. Chim tinh, 44 luôn, ui sao chứ chẳng double kill thế. Được rồi, bây giờ về bắt đầu là làm mớ đấy đã, làm mớ từ từ cắt mấy cái ngon ngon trước đó nha. Rồi. Để mình lấy cái mớ đấy cho mình nha, đây. Mấy cái mớ khi đi sang nguyên tố rồi. Đấy. Cho mấy cái kia vào trước. Khiên cùi sang nguyên tố là lấy nha, cái này cùi lấy nha luôn rồi. Ở đây mình sẽ đập liên tục mỗi này trước, cái khiên nó đâu, khiên thái âm này, khiên này này. Đấy, thì 2, 4, 6, 8, đủ 8 món để đập đấy nha. Thì bây giờ là giống như những cái nào có lúc á. Cái lúc, hai cái lúc mình sẽ đập bằng S. Thì đập chỉ cần đập lên cặp 4 thôi mà. Nên có S đập nó rẻ hơn. Mình mới làm 500B rồi. Đập thì cũng tiệt ga thôi. Mình phải tiết kiệm từ tương lai. Cho nên là phải đập được cái S thì đập. S nó rẻ hơn rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ đập cái này lên 4 hết này. Hy vọng ra thêm vài viên đất với vài viên giá thương nó là ok con dê.
chuẩn bị đến giờ là đi bot kìa. Sáng nay đi đi bot, bot cho anh em có được không? Rồi. Đấy, làm luôn một loạt luôn mình xoay cho nó khỏe. Rồi bốn hết nha. Đây. Có cái viên đất kia mà lên run lắm. Tại vì nó giá trị cao, nó xịt một cái coi như là mất hết. Bữa trước mình bị xịt một phát rồi. Chứng giá là đánh lô tô với cái viên đất đấy. Ok đủ 8 phát rồi nha. 8 phát thì mình sẽ cắt con menu bớt này. Mình bấm ngón, nó dễ. 4 phát trước này. Thì nó già lấy khoảng 2 viên đất, 3 viên đất thư. Được rồi, được nhiều. Nói chung mình cũng không có tham, tính mình không tham. Làm xong cái này thì mình sẽ khám tóc nét. Mình mở khung để khám tóc nét. Đây, dòng đỏ khi nào ra lửa không? Dòng đỏ. Cái gì? Dòng đỏ ra lửa luôn kìa anh em ơi, mãi thật. Nhưng mà cũng là cái pin được. Nhưng mà pin đấy là cũng cần thiết đấy, nhưng mà nó nhiều, nó rẻ. Hái thật dòng đỏ ra lửa luôn, chắc phải đi kiếm cái địa long ra đất quá. Nhưng mà hồi sáng mình đập là viên địa long ra đất thật, là cái bút địa long ra đất thật. Đất nào rồi giờ băng luôn, độ bền vật phẩm bà nội không. Trinh nữ là ra gì? Trinh nữ có khi là máu ra đỏ nào. À, ra gió. Ồ, quỷ bắp. Nó quấy liên tục, mình phải double kill đi. Rồi nó tới tấp đỉnh, can ta tát. Thích phín. Có khi ra ra thích, nếu mà thích phín là nó lại ra 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 xét mà. Ra gió thích con nạn rồi. HP tôi đã. Ôi, rồi HP một đống rồi. Lại làm bốn nháy nữa, cái đập vẫn không không vẫn đen anh em ơi, đấy vẫn đen nha, vẫn đen cho kém rồi lên, không nghĩ xem rồi lại nữa rồi, tăng tấn công, tăng tốc độ tấn công hả? Nhiều khi cũng cũng cần đấy, sao đấy, nhưng đấy cũng ít người xài thôi. Mua tám tám món này là tám món thần này là 4 xị đấy, mỗi món là 550k, không được nó trò trống gì không, được trò trống gì không, lại cho tiếp rồi HP tôi ra rồi ủi bắp hết. Mua con nội tấn xa cơ đây, có phải như to đánh hai cái kim này, có khi nào ra cái đất không, kim ra đất, pin ra đất rồi xịt luôn kìa, mất thần không à, khen không mất ấy, cái này là nó tăng thần mà ta, như xíu nó đập lại được đấy, để cái này mình đập lại thử xem nha, cái đó mình nhớ là có, nó vẫn là đấy, có khi đập lại được, để chút xíu nữa, để chút xíu nữa cặp lại rồi rồi gió đi chẳng có thương ở bên nhà nước, chẳng có thương, chẳng có thương. Ồ, lại phòng thủ SD, pin này đập rất nhiều viên phòng thủ SD nha. Để đập cái này lên, cái này nó vẫn đang hiện hiển tinh thần này thì vẫn đập được. Rồi làm nháy nháy cuối, vậy là 400k bay bay màu rồi, đúng rồi vẫn đập được. Vẫn đập được rồi, ra lửa cũng như không.
lại Vin lúc này. Rồi bây giờ nó như vậy là tổng cộng là một Vin này, hai Vin, ba Vin, bốn Vin. Bây giờ mình sẽ đi mua cái khuôn, xin khuôn này. Lúc này mới làm thêm một 10 mét đất đường voi. Làm thêm cái khuôn này để xem là nó có ra được may mắn khuôn 5 khuôn phụ được. Khuôn 4 kìa. 4 kìa, đúng khuôn 4. Khuôn 5. 5. Ồ. Có vẻ như con ngài quá. Năm tống gia năm luôn kìa. Và đầu tiên mình sẽ chơi giống như hồi sáng, và đầu tiên mình sẽ đánh đất luôn, lại bốn hỏi được ta ba việc năm một cái để một nhầm bốn và đúng một cái nha mình. Như vậy là nay không thay được cái gì hết. Năm nay 8 cũng 8 phát mà không lên được cái gì. Năm ờ một cái năm là đủ. Đại ba ô một cái năm nó đủ mà. Rồi gần 3 mét. 4 kìa. Ô kìa. Tao đây, nằm đây. Đủ cái nằm này. Đó, 4, 4 có khi nó cắt đi. Rồi bây giờ về mình xin luôn nhanh em ơi. Về mình sẽ xin đất luôn. Xin đất luôn rồi tính. Nhưng mà cái nào. Bắt đầu tiên là cứ nhảy bắt đầu tiên. Mình thấy nó dễ lên hơn. Nhưng mà bữa trước mình cũng làm một xịt một phát đầu tiên đấy. Bốn này. Rồi. Ta này mới là căng thẳng này. Ta này vào xin mới là căng thẳng này. Vào xin cái win này là có thêm trá địa là cũng khổ. Win kinh dị nhất đây. Ai ra nhầm mà. Đây nha. Anh nhầm. Rồi. Nhưng mà phải có mình đây nào. Đúng. Ui. Một phát. Ok nha anh em ơi. Nước phản hồi xin đất. Ồ rồi. Tiếp tục. Phát thứ hai là đến lượt viên HP. À, viên phát thứ hai là viên này đi. Nhiều khi HP hay đánh ô tô lắm. HP nó còn thuộc dạng hàng hiếm đấy. Pin này thì tự tin rồi. Pin này tự tin rồi. Thực ra cái pin đấy là giá trị nó không có bằng cái pin kia rồi. Pin thứ ba cũng khi được đấy. Và khả năng là ok đây. Rồi ok không chịu phát nào rồi. Ngon lành nha. Được 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 được. Còn một sát thương này. Rồi. Vâng luôn. Ê. Nhưng mà không sao, cái pin thật phản hồi sát thương cũng nhanh lắm. Được, như vậy là xịt mất pin anh em ơi. Ô vãi thật. Được rồi. Thì mình đang chờ pin giảm sát thương. Để mình làm pin giảm sát thương đó. Để mình nhận đây, à, đây mất cái gì đây. Mấy pin này thì nó lại mình là một loạt cái loại kiểu dạng như là cái nhập đúng rồi. Auto HP, của HP với lại kiểu loại phòng thủ của SD một đống luôn đấy. Đây là để đi gom thêm rồi mình xem có nên là xài vào đây ơi, nên xài vào chất này không nha, nên xin được đấy.
Thôi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Bye.